Khác với những phiên bản còn lại thì Toyota Fortuner Legender là một trong những chiếc xe nhận được rất nhiều những sự ưu ái của nhà sản xuất đến từ thương hiệu Nhật Bản. Điều đó đã không chỉ đến từ một ngoại hình được trau chuốt hơn về mặt thẩm mỹ so với những phiên bản còn lại, mà về khả năng vận hành thì chiếc xe SUV đến từ thương hiệu Toyota còn có một khối động cơ được tinh chỉnh lại về các thuật toán, giúp cho hiệu suất vận hành được tăng lên một cách đáng kể. Và cá nhân tôi cho rằng đó cũng sẽ là một trong những lý do đủ để thuyết phục bất kỳ những ai vẫn còn đang lăn tăn và định kiến về chiếc xe SUV này. Nhưng rồi cũng sẽ có nhiều người cho rằng chỉ là bình mới rượu cũ thôi, và đó sẽ là một trong những sự kết luận vội vàng và không hề có căn cứ cơ sở. Các bạn có tin hay không thì điều đó nó sẽ có trong 15 phút tiếp theo của video đánh giá về chiếc xe Toyota Fortuner Legender 2021 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình để chúng ta nhận được những video clip mới nhất và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Đã gọi là anti-fan thì người ta sẽ không bao giờ thay đổi cách nhìn nhận về một vấn đề theo một chiều hướng tích cực đâu, ngay kể cả khi các bạn có làm tốt đi thế nào đi chăng nữa. Và điều đó nó đã từng xảy ra với chiếc Fortuner thế hệ trước đó, và đến tận bây giờ thì Fortuner Legender vẫn bị mang rất nhiều những tai tiếng và lùm xùm ở trong quá khứ. Cá nhân tôi cho rằng nó chỉ là một trong những sản phẩm của truyền thông thôi. Còn lại nếu như các bạn cầm lái thực tế chiếc Fortuner Legender 2021, các bạn sẽ có những cách nhìn khác và chúng ta cần phải thay đổi định kiến về chiếc xe SUV này. Vẫn là khối động cơ 2.8 lít mã là 1GD FTV vẫn được duy trì từ bao nhiêu thế hệ trước đó. Tuy nhiên thì với khối động cơ này ở trên phiên bản thế hệ mới, chúng ta đã có 201 mã lực và 500 Nm ở ngay những giải vòng tua ban đầu. Tức là các bạn chỉ cần hơi nhích chân ga một chút như này thôi là chúng ta đã có thể là tận dụng được hết cái lực kéo tối đa của khối động cơ 2.8 này đem lại, chứ chưa cần phải cần đến một cú kéo sâu chân ga làm gì cả. Về mặt con số trên catalog thì Fortuner Legender chỉ thua kém một chút so với đối thủ Ford Everest với khối động cơ 2.0 lít biturbo sản sinh ra cỡ khoảng 210 mã lực. Còn nếu như để đặt lên bàn cân và so sánh với người hàng xóm là Mitsubishi Pajero Sport thì rõ ràng một điều, Legender vẫn đang nằm ở chiếu trên. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là những con số ở trên giấy tờ thì nó chẳng nói lên một điều gì cả. Quan trọng nhất chúng ta vẫn phải chạy thử nghiệm thực tế ở những cung đường và những trạng thái khác nhau. Và quả thật là tiếc ngày hôm nay tôi chỉ mượn được chiếc xe này để chạy loanh quanh ở trong phố và ngoài đường trường một chút để chia sẻ cho quý vị các bạn thôi. Hẹn các bạn ở một video khác đánh giá sâu hơn về chiếc xe này ở những cung đường off-road việt dã. Đó mới là một trong những cung đường để chiếc xe này thể hiện hết bản thân mình. Và quả thực nếu như cứ di chuyển loanh quanh ở trong phố ở những giải vận tốc trung bình và thấp 4, 50, 60 như thế này thì quả thực rất phí phản với một khối động cơ 201 mã lực. Các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái đó là bứt rứt chân tay và cảm thấy khối động cơ này thôi thúc chúng ta phải đạp sâu chân ga hơn nữa. Và đó là một trong những cái trạng thái mà bất kỳ ai, kể cả những người lái lâu năm hay lái mới, đều sẽ rơi vào trạng thái như vậy. Và nếu để so sánh với cùng một số 10 cấp của Ford hay là 8 cấp của Mitsubishi Pajero Sport thì cá nhân mình cho rằng là Legender vẫn thiên về off-road việt dã nhiều hơn. Lý do là nhà sản xuất họ chọn một cái cụm hộp số 6 cấp số ít cấp số hơn so với các đối thủ để mà chạy ở những cái cung đường tôi cho rằng là sẽ ưu tiên là đường khó hơn. Các bạn cứ để ý rằng là những cái cuộc thi địa hình ấy, những chiếc xe chạy cung đường khó thông thường họ sẽ lựa chọn những cái cụm hộp số có ít cấp số để tận dụng được những cái lực kéo tối đa của khối động cơ đem lại. Nhưng nhược điểm của cụm hộp số có ít cấp số này là nó sẽ tốn nhiên liệu hơn một chút so với các cụm hộp số có nhiều cấp số kia. Và nếu như chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng sang số và về số nó cũng sẽ không thể nào mà mượt mà mịn màng như các cụm hộp số có nhiều cấp số kia được. Tuy nhiên thì tôi muốn khẳng định với các bạn một cách xanh chín, đó là nếu như chúng ta cần một cú bứt tốc ngay lập tức hay vượt một con dốc khoảng 45 độ hay là chúng ta vượt một cái địa hình lầy lội thì cụm hộp số 6 cấp này nó vẫn là số 1 so với các cụm hộp số có nhiều cấp kia. Phần vô lăng thì sao? Mặc dù chiếc xe này không sử dụng hệ thống trợ lực bằng điện như các đối thủ, tuy nhiên đối với cá nhân tôi là một người thích lái, tôi lại rất thích cái phần vô lăng của chiếc Fortuner Legender này. Nó đem tới cho tôi một cái cảm giác khá là chắc tay và nó đầm. Hệ thống trợ lực bằng điện hay hệ thống trợ lực bằng điện thủy lực hay hệ thống trợ lực thủy lực thì nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau mà thôi. Các bạn đừng có quy chụp và suy xét rằng là hệ thống trợ lực bằng thủy lực nó sẽ là một công nghệ lạc hậu và cổ hủ. Không phải đâu các bạn ạ.
Ở trong phố xá đông đúc thì các bạn sẽ vẫn có một cái phần vô lăng đủ linh hoạt để di chuyển ở những con phố xá đông đúc và chật hẹp. Điều đó thì nó đến từ con cảm biến tốc độ của hệ thống trợ lực thủy lực của chiếc Fortuner Legender này. Tức là các bạn di chuyển ở những giải vận tốc trung bình và thấp, cái con cảm biến đó nó sẽ truyền tín hiệu vào ECU và điều tiết những cái lượng dầu ở bơm vào thước lái. Từ đó chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng nó tùy theo tốc độ. Tuy nhiên thì đối với những anh em nào mà làm dân văn phòng hay là chân yếu tay mềm mà các bạn thường xuyên quen sử dụng những mẫu xe sử dụng hệ thống trợ lực bằng điện thì các bạn sẽ vẫn cảm thấy Fortuner nói chung và Legender nói riêng có một cái phần vô lăng tương đối là nặng. Tuy nhiên thì với những người thích lái như tôi thì đây sẽ là một trong những ưu điểm. Nhiều người đã từng chạy chiếc Fortuner ở thế hệ trước đó cũng có phàn nàn với tôi rằng là hệ thống treo của chiếc xe này nó khá là cứng khi mà di chuyển một người hoặc ít người ở trên xe. Tôi đồng ý ý kiến đó với các bạn. Dẫu vậy thì ở trên phiên bản mới Fortuner Legender tôi cho rằng nó đã có một cái phần hệ thống treo êm ái hơn phiên bản cũ rất nhiều. Điều này thì như theo như tôi phân tích thì nó không chỉ đến từ những cái sự tinh chỉnh của hệ thống treo phía trước và phía sau đầu, mà nó còn đến từ cân nặng của chiếc xe này, tức là khối lượng trọng lượng không tải. Chúng ta sẽ có 2.005 kg ở trên phiên bản Legender này, thay vì 1.825 tới 1.875 như ở phiên bản trước đó, tức là nặng hơn khoảng tầm 130 tới 180 kg. Thì rõ ràng là hệ thống treo nó sẽ có cái độ ghì xuống và tất nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác đầm hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống treo đem tới cái cảm giác đó là nó mềm mại và nó êm hơn một chút. Do vậy thì tôi cũng sẽ vẫn phải khẳng định với các bạn rằng là hệ thống treo Fortuner nó cũng vẫn sẽ khá là cứng chắc nếu mà chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao, đặc biệt là chạy off-road. Còn đối với di chuyển ở trong nội đô như thế này thì nếu như các bạn di chuyển 1 đến 2 người lớn ở trên xe, chúng ta vẫn sẽ có cảm giác tương đối là cứng. Tuy vậy thì nếu như mà các bạn cần đến một cái sự êm ái và thư giãn hơn nữa, chắc chắn không còn cách nào khác, chúng ta vẫn phải di chuyển với trạng thái là full tải, tức là từ 5 đến 7 người trên xe. Với một cung đường cao tốc hạn chế tốc độ dưới 100 km/h như này và thường xuyên xảy ra cái tình trạng ùn nứ, ùn tắc, các bạn ngồi trên một chiếc xe SUV gầm cao, thông thoáng, thoải mái và có tầm nhìn quan sát tốt, nó vẫn là một trong những ưu điểm mà những chiếc xe crossover hay là sedan cùng tầm tiền không bao giờ có được. Kể cả khi các bạn cầm lái một chiếc xe sedan hạng sang đi chăng nữa, nhảy sang một chiếc xe SUV gầm cao như này thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là không hề muốn quay lại chiếc xe của mình một chút nào. Lý do là bởi vì chúng ta có một cái không gian rất là thoải mái, rộng và cái tầm nhìn quan sát tốt. Tôi vẫn thường trêu với cả mấy anh em rằng là ngồi một chiếc xe gầm cao như thế này thì chẳng khác gì ngồi trên đầu một chiếc xe sedan cả. Bên cạnh đó, với những công nghệ hỗ trợ hiện đại hiện nay như là Adaptive Cruise Control hay là Set Ga tốc độ thì chúng ta chỉ cần thao tác một cách rất dễ dàng ở trên vô lăng như này thôi. Cả một cái chuyến đi chúng ta đã có những cái sự thư thái và nhàn đầu rồi. Và tất nhiên đối với những ai mà thường xuyên di chuyển ở những cái cung đường xa, đặc biệt là thường xuyên chạy ở trên cao tốc, ví dụ chẳng hạn như là Hà Nội Quảng Ninh này, Hà Nội Hải Phòng, thì các bạn mới thấy là những cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn thông minh nó mới hữu dụng như thế nào. Nó khiến cho chúng ta di chuyển ở những quãng đường xa nó không bị mệt mỏi. Với khối động cơ hơn 200 mã lực mà lại không được chạy hết 2/4 công suất máy thì cá nhân tôi đang cảm thấy khá là bứt rứt chân tay. Và nếu như mà bất kỳ những ai mà cầm lái một cái mẫu xe có dung tích xi lanh lớn như này, các bạn cũng sẽ rơi vào cái trạng thái như thế này thôi. Ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 60 km/h như này và các bạn đạp sâu chân lên khoảng 100, 101, 102 thì các bạn sẽ nghe thấy những tiếng lạch cạch đặc trưng của động cơ dầu đem lại. Tuy nhiên thì nó lại là một trong những tiêu chí để đánh giá một khối động cơ có đủ mạnh và lầm lì hay không. Càng chạy những giải vận tốc cao thì chiếc Fortuner Legender này lại càng có một cái phần vô lăng tôi cho rằng nó khá là nặng tay và đầm. Mặc dù chiếc xe này sử dụng hệ thống trợ lực thủy lực, lý do là phần hệ thống trợ lực này nó có thêm một con cảm biến tốc độ. Bởi lẽ vậy nên là ở trong những cái tình huống chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, tín hiệu đó nó sẽ truyền về ECU và từ đó chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm tương đối là chắc tay và cảm giác khá là nặng. Như tôi đã chia sẻ với các bạn, ở trong đô thị thì chiếc xe Fortuner này nó có một cái phần hệ thống treo nó đã êm hơn và mềm hơn, cái cảm giác dễ chịu hơn so với phiên bản cũ rất là nhiều.
với ba người lớn ở trên xe ấy, thì chiếc xe SUV này nó đang đem lại cho tôi một cái cảm giác tương đối là dễ chịu, không còn những cú thúc thật mạnh vào lưng nếu như chúng ta có lỡ đâm sầm vào một cái ổ gà, ổ voi trên mặt đường, hay thậm chí là một cái mố cầu rất lớn trên cái trục đường cao tốc này. Cái cảm giác dễ chịu là có khi mà các bạn cầm lái chiếc Fortuner Legender thế hệ mới. Vì vậy cho dù có ăn cơm no đi chăng nữa thì các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề chúng ta bị sốc hay là đau bụng đâu. Và kể cả những cái tình huống chuyển làn đột ngột như thế này chẳng hạn, thì chúng ta vẫn thấy rằng là chiếc Fortuner Legender vẫn đem lại cho chúng ta cái khả năng cân bằng rất tốt và một cái khả năng dập tắt dao động rất ấn tượng. Điều này thì như tôi phân tích thì nó đã đến từ một cái trọng lượng khối lượng cô nặng hơn so với phiên bản cũ khoảng tầm từ 130 tới 180 kg. Đó là một trong những lý do đủ để thuyết phục giúp cho chiếc xe này có một cái phần hệ thống treo nó sẽ đĩnh đạc hơn và cái cảm giác xe nó sẽ đầm và nặng hơn. Còn về khả năng cách âm chống ồn thì tôi sẽ chỉ xin nói ngắn gọn với các bạn như này thôi. Nếu như chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao khoảng tầm 100, 101, 102, các bạn vừa đi vừa nghe nhạc và vặn volume vừa phải, tức là chúng ta vẫn có thể nói chuyện với những người xung quanh ở bên trong cabin xe, thì các bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ những tiếng ồn nào khó chịu đâu. Còn nếu như chúng ta vạch lá tìm sâu và chú ý tìm kiếm những cái tiếng ồn đó thì chắc chắn các bạn sẽ có được điều đó. Và để cụ thể hơn thì tôi sẽ có những cái thông tin thông số về mức tiêu hao nhiên liệu rồi độ ồn của chiếc xe Fortuner Legender này ở cuối video đánh giá. Bên cạnh đó sẽ là tổng kết lại những cái ưu nhược điểm của chiếc xe Fortuner Legender này. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi video đánh giá chiếc Fortuner Legender 2021. Chúng tôi hẹn các bạn ở một video khác đánh giá chiếc xe này ở những cung đường khó hơn, xứng đáng hơn với chiếc xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Toyota. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.